Vâng, này này em đây, em xin mến chào quý cô anh chị yêu đam mê đồ chơi trên toàn quốc. Xin chúc sức khỏe quý cô anh chị. Xin chúc cô bác anh chị, chúc cả nhà ta có một ngày tràn đầy năng lượng nhé. Buổi sáng ngày hôm nay em có một số đơn giày thanh lý. Một đôi giờ số đơn giày mới thanh lý anh chị nhé. Thì giày thanh lý thì cái này nó còn hộp, cái này nó không còn hộp các bác nhé. Đây là hàng mới các bác nhé. Cái này còn hộp, cái không còn hộp, chính vì nó thanh lý nó mới trở nên như thế các bạn. Giá cả rất là yêu thương các bác nhé. Và đặc biệt là những cái đôi giày này nó rất mềm và rất thuận tiện cho các anh chị em, đặc biệt là anh chị em lái xe, kể cả nam và nữ các bác nhé. Ví dụ đôi này chẳng hạn, nó còn có một cái túi này thôi, thì còn gì các bác là chốt đôi này còn gì em gửi cái đấy các bác nhé. Đó, thì đặc biệt là đợt từ đợt đầu năm giờ em mới có một đợt hàng thanh lý về, nó cũng không có nhiều đâu, có trên dưới chục mã thôi các bạn. Cái này hàng này trong năm này em bán rất là nhiều, được các bác đón nhận rất là tốt. Thì cái này thì cái ở trong nó còn nót nhé, ở trong nó đôi thì không, đôi thì còn các bác nhé. Thì cái này có sao gửi cho các bác vậy, bên trong là nót cao su lo cực kỳ êm chân, đặc biệt là cái dòng này thì cực kỳ êm chân các bạn, nó cực kỳ là êm chân và mềm, đặc biệt là dành cho những chị em nào chạy xe nhiều các bác nhé, chạy xe không phải tập thể dục thể thao cũng êm. Còn nót bên trong nó là cao su rất là êm các bác nhé. Đó, cái này có màu ghi sáng các bác nhé, ở ngoài được phối kẻ hình của chám này các bác này, nó có hình của chám này. Đó, và đặc biệt là phần này này. Đó, phần này là nó phối cái dòng cái kẻ màu đen như này, còn đế thì đế bằng các bác nhé, đế thì đế bằng chống trơn trượt, họ dập vân chống trơn trượt này hết ý rồi. Đế thì được ép keo nhiệt không khâu các bác nhé, không khâu, nó được gia nhiệt gia cố rất là tốt rồi. Và dây thì dây chun các bác nhé, thoải mái, chúng ta có độ co giãn này. Đó, giá là 380.000 các bác nhé, giá là 380.000. Bình thường thì nó không thanh lý thì giá ngoài 500 là 550.000, mọi khi vẫn bán các bác nhé. Đó, đặc biệt là các bác nào mà chạy xe hơi nhiều thì đạp phanh ga côn thì cái này thì quá chuẩn, quá yên tâm rồi anh chị. Em xem cái nào mà nó có lỗi, bởi vì nó là hàng thanh lý thì cái nào nó có lỗi thì em sẽ báo các bác, nhưng phần lớn hầu như nó không một lỗi nằm gì cả các bác. Đó, có lỗi thì em sẽ báo. Đây, nó giống như kiểu là họ thử chân các bác. Đây, thử chân nó giống như kiểu đấy, thì cái nào còn cái gì em sẽ gửi các bác ở đây nhé. Giá có 380.000 các bác nhé, cái nào hơn em sẽ báo tiền hơn. Số liên hệ số hàng của bên em là số 0987 377 553, đồng thời số Zalo của em là số 0919628425, em cũng có để trên tiêu đề các bác nhé. Giá em báo trên bàn đều chưa bao gồm phí ship anh chị nhé, chưa bao gồm phí ship. Anh chị nào chuyển khoản 100% thì em báo ship cho anh chị nhé. Một cái gam màu rất là đẹp, giá có 380 anh chị, giá có 380, nên phong chân thì tuyệt vời luôn. Cái này anh chị nào rất là dễ phối đồ, mặc Âu mặc jean mặc quần bò quần tây quần Âu đều ok cả các bác nhé, đặc biệt là nó cực mềm luôn. Giá 380, em cũng để mã cho các bác dễ lựa nhé, mã cho các bác dễ lựa. Đấy, thì cái này em xem nó xa bao nhiêu. Cái này nó xa để hộp kìa, xa nó xa để hộp đó. Đấy, chân nó xa nó để hộp luôn. Các bác chờ em xíu. Các chờ em xíu. Nên phần trần, trần thì cực êm luôn. Cái này là 41 các bác nhé. Cái này có size trần 41 các bác nhé. Cái này có size chân 41, mã 1 size chân 41, giá 380.000 anh chị nhé. Mã 1 này. Mã 1 này. Size 41 này. Mã 1 này. Em ra lại là mã 1 có size 41 giá 380 anh chị nhé. Mã 1 size 41 giá 380 anh chị nhé. Mã 1 size 41 giá 380. Tiếp theo là mã 2. Mã 2 cũng size 41 luôn anh chị nhé, cũng size 41 luôn. Đó, mã 2 thế luôn anh chị nhé. Mỗi ngày em có 2 mã anh chị nhé. Chuyển xong rồi. Đó, nó cái dạng như kiểu là giày thử chân quá. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Cái này thích hợp với rất mọi lứa tuổi các bác nhé.
Ở đây nó có chữ VTP này. Đây logo thương hiệu thì nó gặp ở đây. Mintamu cái gì đây? Cái này toàn chữ tiếng Anh, cái này em không đọc được ạ. Không đọc được. Toàn chữ tiếng Anh. Nói chung là form dáng rất là đẹp. Giá 380 anh chị nhé. Thích hợp cho mọi lứa tuổi ạ. Các bác trung tuổi, thanh niên đều hết các bác nhé. Rất là dễ phối đồ. Giá 380.000 các bác nhé. Các bác cứ đi cho em lấy hai mùa. Chả vấn đề gì cả các bác. Mà nó cực kỳ là êm. Sử dụng rất nhiều công việc khác nhau các bác. Đi chơi, đi tiệc, đi chợ, các kiểu. Nên mã 2 này. Có xe 41 này. Giá 380 anh chị nhé. Giá 380 nhé anh chị nhé. Giá 380. Anh chị xem kênh vui lòng dành cho em nút đăng ký kênh nhé. Đăng ký kênh, kênh của em có hai kênh, kênh tiệm giấy xi 88 và đồng hồ xi và đồ xi hiệu 88 nhé. Số liên hệ chỗ hàng của bên em là số 0908 0987 377 553. Số Zalo là 0919628425 anh chị nhé. Em tiếp tục qua mã 3. Mã 3 thì cái này nó còn hộp. Mã 3 này. Đó, một đôi vâng, một đôi Tiban, Tibat, một đôi cực đẹp rồi. Mã ra này. Mã 3 có thể thấy. Bây giờ đôi rẻ vằn đúc túi được các bạn nhé. Vằn đúc túi được luôn. Các bạn. Nó cực kỳ đẹp luôn. Này lên phong trần. Một đôi Tibat các bạn này. Nó là nót nguyên của nó các bạn nhé. Nót nguyên của nó luôn. Còn bức kem này nên form cực đẹp, phần đế nó đây các bạn, nó rất là đẹp luôn, form cực đẹp luôn các bạn nhé. Dập vân cá sấu, da bò dập vân cá sấu các bạn nhé, da bò dập vân cá sấu, nó quá đẹp luôn các bạn. Con này là có size 40 các bạn nhé, có size 40, quá đẹp luôn. Đó. Bác nào cần cái cây giữ form này thì báo em nhé, em cho các bạn nhé, em tặng luôn các bạn nhé. Cái giữ form này nhé, giữ form ấy này nhé. Đó, cái giữ form này khi các bác không dùng, các bác đúc ở đây thì nó tạo cái form dài, nó không bị mất form dài các bác nhé. Đó. Quá đẹp luôn. Mã 3 các bác nhé. Mã 3 có size 40. Mã 3 này. Size 40 này. Giá 500.000 các bác nhé. Mã 3 size 40 giá 500.000 chưa bao gồm phí ship anh chị nhé. Chưa bao gồm phí ship. Mã 3 cho một đôi Tibat cực đẹp này các bác nhé. Mã 3 giá 500.000. Đôi này bình thường là giá 700 các bác nhé. Giá 700 nên em thanh lý được giá rẻ, em xả giá rẻ luôn. Xuống còn 500.000 các bác nhé. Xuống còn 500.000. Các bác chốt mã nào thì vui lòng báo giúp em nhé. Và đặc biệt nữa là các bác nhớ báo em là anh đang xem live dài ngày hôm nào nhé, để em dễ tìm cho anh chị nhé. Dễ về tìm cho anh chị nhé. Bởi vì anh chị chỉ báo sai báo thôi, nhưng mà không báo video ngày bao nhiêu cho nên em cũng không nắm được. Đấy, em tìm cho anh chị. Tiếp theo lên một mã có màu đen tuyền nữa. Những cái mã như thế này thì nó mang dáng dấp của dòng giày Lacoste. Mang dáng dấp của dòng giày Lacoste các bạn này. Đó. Từ kiểu dáng đến màu. Đẹp luôn các bạn. Con này cũng có size 40 các bạn nhé. Con này cũng có size 40, toàn hàng nẻ size các bạn. Đó. Bên trong là vừa lót vải vừa lót cao su. Đây là hàng mới các bác nhé, hàng mới luôn, hai con như nhau luôn. Phần đế đây các bác này, đế gần như chưa đi các bác nhé, gần như chưa đi. Giá 300.000 các bác nhé, giá 300.000 đi. Bác nào ưng mã này này, mã 40 này. Mã 4 này, size 40 các bác nhé. Mã 4 này có size 40 này, giá 300.000 đi. Giá 300.000 chưa bao gồm phí ship anh chị nhé. Em xả kịch sàn luôn. Giá 300.000 chưa bao gồm phí ship anh chị nhé. Đó. Anh chị ưng mã nào thì liên hệ với em nhé. Em có vài mã. Lên tiếp một mã đen như thế nữa đây. Lên tiếp một mã nữa này các bác này. Lên tiếp một mã nữa này. Đầu ra nó mốc rồi. Mình tiếp một mã này này. Mã này có size 42 anh chị ạ. Mã này có size 42. Đó. Tiếp một mã nữa này. Rồi dạo còn mới gần mới căng luôn. Đó.
nó vẫn như mã kia anh chị nhé, vẫn như mã kia, mã này có size 42 các bác nhé, giá cũng 300.000 luôn anh chị nhé. Mã 5 size 42 anh chị nhé, mã 5 size 42. Xả sập sàn luôn. Mã 5 này. Size 42 này, giá 300.000 này. Nhắc lại mã 5 size 42 giá 300.000 anh chị nhé. Mã 5 size 42 giá 300.000. Tiếp theo là mã 6, đây cái này còn hộp anh chị này. Cái này còn hộp này. Cái này còn hộp anh chị này. Cái này còn hộp anh chị. Cái này cũng size 40 anh chị nhé, size 40 luôn. Ở trong này còn nguyên, cái này trong này còn nguyên, nguyên nót anh chị. Trong này còn nguyên, coi nhé, trong này còn nguyên. Xem này, đồ này như chưa chạm đất anh chị. Đẹp quá. Giá chỉ có 380.000 anh chị ạ, giá chỉ có 380.000 thôi. Đi mã 6 này. Mã 6 này. Size 40 này. Giá 380.000 này. Mã 6 này. Size 40 giá 380.000, mã 6 size 40 giá 380.000 anh chị nhé. Tiếp theo lên mã 7 này. Mã 7 này cũng còn hộp anh chị này. Mã 7 cũng còn hộp anh chị nhé. Cái này cũng size 40 này. Mã 7 cũng còn hộp luôn anh chị này. Đó. Mã 7 này. Ồ, đôi này thì đam màu. Mã 7 này. Toàn mới luôn anh chị. Con này có gam màu đen, à có gam màu lâu anh chị nhá. Nó lâu không phải là nâu nâu ấy đâu. À cái này đặc biệt là sau nó có phối một cái đường dạ quang này, dạ đường dạ quang này anh chị này. Đó. À cái này đã được may rồi. Đặc biệt là may chỉ 3 lớp anh chị này. 1, 2, 3. Em thấy có 3 đường may chỉ dù mới đét anh chị nhé. Còn đế thì đây. Con này chưa chạm đất luôn. Còn nó thì đây. Quá đẹp luôn anh chị. Giá cũng 380 đi. Giá cũng 380 anh chị nhé. Giá chỉ 380. Giá chỉ có 380. Cái này còn kèm theo cả túi của nó anh chị này. Có một cái túi đây anh chị này. Đó, nó có một cái túi đựng giày này anh chị này. Anh chị nào chốt mã này thì đi luôn cả túi luôn nhé. Mã 7 này. Giá cũng 380 này, đôi đặc biệt. Mã 7 này. Có size 40 các bác này. 380k, giá chỉ có 380.000 thôi, giá chỉ có 380.000 thôi. Anh chị nào chốt đôi nào. À, dây là dạng dây chun nha anh chị nhé, dây chun co giãn nhé. Dây chun co giãn. Nhưng mà nhắc lại là mã 7 size 40 giá 380 này. Còn nguyên hộp anh chị nhé, còn cả hộp luôn. Cái này còn cả hộp luôn anh chị nhé. Em tiếp mã 8 còn hộp luôn anh chị này. Mã 8 này. Đó, mã 8 còn hộp luôn. Cái này size to hơn, cái này size to hơn này. Đó. Cái này size to hơn, size 42 giữ hơn 3 anh chị. Size 42 giữ này. Chân bác nào mà đi giày 42 mà nó kích thì luôn lấy đôi này nhé. Con dáng thì quá đẹp luôn này. Chống trơn trượt. Còn con này họ thiết kế giúp ta đi đôi giày khi đi đôi giày nó không bị cấn này, không bị cứng phần gót các bác nhé, nó không bị đau chân các bác nhé. Đó. Rất là mềm luôn. Đó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mã 8 anh chị nhé. Lên mã 8 này. Có size 42, em ghi là 42 cộng các bác nhé. 42 cộng này, giá 380 này. Mã 8 này size 42 cộng giá 380.000 nhá, giá 380.000 các bác nhá. Giá 380.000. Còn nếu là giá toàn giá 380, giá thanh lý các bác nhá. Con này còn hộp các bác nhá. Con này còn hộp. Đó. Đó, em có mấy mã thanh lý này, các bác nào ưng mã nào thì liên hệ với em nhá. Ưng mã nào liên hệ với em ngay nhá. Em có 7-8 mã thôi. Số liên hệ chỗ này của em bên em là số 0987377553.
Số Zalo là 0919628425 các bác nhé. À, em lên một ít thắt lưng da bò nữa đi. Thắt lưng da bò cho các bác nhé. À đây là em còn mã nữa. Còn mã nữa em lên nốt cho các bác nhé. Bác chờ em tí. Tiếp tục về dép các bác nhé, tiếp tục về dép, tiếp tục về dép. Cái này em có size 42, size 38 nhé, có size 42, cái size 3, size 4, 42, 41, 42, 38 các bạn chị nhé, 41 nhé. Đó. Thì ở dép đây em để tháo lại, cái này mới về, dép ở đây các bác nhé. Đó, như cái này là size 42 này, dép ông địa này. Da thì chất liệu là bằng da bò, 100% da bò, lót cũng bằng da luôn các bác nhé, lót bằng da luôn, đế thì đế kép, được khâu công nghệ khâu khâu chéo hình của chám đây, tức là khâu khâu quặp cả dưới cả trên nhé các bác nhé, chứ không phải là chạy một đường như này các bác nhé, chứ nó không phải là chạy một đường thẳng như này mà các bác có nhìn thấy không ạ, nó hình chéo tức là ôm đấy cả trên cả dưới, ôm cả phần da da đế da này nữa các bác nhé, ôm cả phần lót da này nữa nhé các bác nhé, còn quai cực mềm rồi, nhìn chân cực đẹp luôn các bác nhé. Còn đế này thì đế kép thì các bạn yên tâm, bao khỏe bao chắc luôn các bác nhé, bao nước luôn, còn trong cũng nót da luôn, nói chung là full da đế kép size 42, giá không đổi 400.000 các bác nhé, giá 400.000. Cái này em không đánh mã, giờ em còn size 42, size 38 này, 42 không biết 41 còn không, tóm lại là các bác nào ưng thì cứ báo mẫu cho em kiếm, à báo size cho em để em kiếm cho anh chị nhé, khâu vùng chạy vùng quanh luôn, không sót một chỗ nào luôn các bác nhé, giá 400.000 các bác nhé. Đó. Trên thị trường thì giờ em cũng thấy một một vài shop họ bán dòng như này, có shop thì rẻ hơn, có shop thì đắt hơn, nó tùy vào chất lượng nha các bác nhá, tùy vào, có thể là hàng rẻ thì chất lượng nó không, tóm lại là hàng rẻ thì chất lượng không bao giờ có tốt được, anh em mình cứ thành thật như thế đi các bác nhá, không có bao giờ có ra thật này. Chất lượng tốt được, ví dụ như size này size 38 này các bác này, cái này nam nữ đi ok hết các bác nhá, không phân biệt các bác nhá. Đó. Giá 400.000 một đôi. Các bác nào mà ưng sản phẩm nào thì cứ liên hệ với em nhé. Ưng mẫu nào liên hệ với em nhé. Đó. Em lên một ít thật nha. Con chào em xíu. Đây là hàng thay nhí về theo dài các bác nhé, về theo dài, à, thắt lưng cá rất là mềm các bác nhé, thắt lưng cá sấu đây, đấy, rất là mềm, rất là mềm các bạn. Đây cái khóa thì nó khóa thì đây, cái phần này cũng bằng da các bác nhé, à cái này không phải da, cái này là kim loại các bác nhé, cái này đã sơn phủ màu da nhé các bác nhé, đây là hình con cá sấu này, chất liệu thì là cái này thì bằng thép không gỉ này. Tổng quan nó có gò màu vàng hồng các bác nhé. Đây là chất liệu da của nó rất là mềm luôn các bác nhé. Rất là mềm luôn. Giá 200.000, có 200.000 một sợi các bác nhé. Giá 200.000. Còn nguyên ni lông đây. Còn nguyên ni lông các bác nhé. Giá 200.000. À, em cũng không đánh mã đâu. Các bác thắt lưng báo lấy thắt lưng báo cho anh cái thắt lưng giá 200 hay là giá như nào đấy. Bên em có rất nhiều các loại thắt lưng mà hàng gì mới thì em nói mới nhé. Còn hàng si của Âu là chính thức này em nói là hàng si nhé các bác nhé. Hàng si giá nó rất là cao các bác nhé, em cứ về đâu là hết đấy rồi, chứ không 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 có dư các bác nhé. Đó. Thì em còn mấy con, em còn chục con nữa, em về theo dài của em các bác nhé, tất cả là mặt cá sấu hết các bác nhé, cứ các bác ưng mẫu nào cứ báo mấy em là cho anh một cái thắt lưng cá sấu giá 200, tổng quan nó có còn màu một màu vàng hồng các bác này, nó là màu vàng hồng các bác nhé, chiều dài thì không phải suy nghĩ đâu các bác ạ. Chiều dài thì chúng ta cũng không suy nghĩ. Mặt sau của nó đây. Cái này là chạy răng nược các bác nhé. Chạy răng nược. Chứ nó không phải là nhốt quá các bác nhé. Đó. Thắt lưng giá 200 các bác nhé. Giá 200.000.
Ớt nương mặt cá sấu giá 200.000 các bác nhé. À, thanh lý. Đó. Đấy, các bác ưng mã nào thì quan tâm sản phẩm nào thì liên hệ với em nhé. Theo số điện thoại là 0987 377 553. Số Zalo là 0919 628 425 anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.